Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn cách pha bột sắn dây để uống sống nhá các bạn nhá. Sắn dây nguyên chất 100% này. Này, đây là bột sắn dây nhá. Nước này. Đây là nước lọc. Một chiếc cốc để pha này. Mình sẽ dùng một cái đũa để nguấy cho dễ này. Còn cái này là cái hộp bột sắn dây nhà mình nhá. Mình cho vào đây mình pha cho dễ hơn là mình xúc từ túi. Đầu tiên các bạn hãy cho một chút bột sắn dây vào cái cốc này. Mình sẽ cho bột sắn dây nhà mình đây. Đây các bạn nhé. Đó. Mình cho một ít thôi để cho các bạn demo thôi. Bạn uống nhiều các bạn sẽ pha nhiều, các bạn uống ít pha ít. Các bạn sẽ đổ một ít nước vào. Đó, các bạn nhìn thấy khi mà ngay đổ nước vào thì sắn dây nhà mình đã tan ra rồi. Nên mình sẽ cho các bạn xem kỹ hơn này. Đấy. Rồi các bạn sẽ khuấy lên. Các bạn thấy không? Rất là ấy luôn. Nếu mà cái sắn dây nguyên chất ấy thì 100% ấy mà không phải sắn dây giả ấy, thì các bạn khi mà các bạn quấy lên ấy, các bạn nhìn này, các bạn nhìn thật kỹ này, mình quấy lên nó sẽ không lắng cặn nhá. Kể cả các bạn pha những cái sắn dây như là sắn dây tất cả các loại sắn dây tang nguyên chất hay sắn dây cao sản pha nó sẽ đều không lắng cặn. Còn nếu như có cái bột khác như là bột củ mì các thứ ấy, bột sắn núi ấy, thì nó sẽ lắng cặn các bạn đấy. Thì đây cũng là một cái cách để các bạn biết thế nào là bột sắn dây nguyên chất không cặn, mà sau khi các bạn để một thời gian ấy, thì nó sẽ lắng xuống nguyên cái lớp bột ở trên sẽ là nước đấy nhá các bạn nhá. Đó. Ok, rất là đơn giản vậy thôi. Chúng ta đã có một cốc mà nước sắn dây bằng cách pha sống. Thì có một vài chú ý là nếu các bạn là những người mà bụng dạ kém thì không nên uống bột sắn dây pha sống này, bởi vì là tính hàn rất là cao. Đặc biệt chúng ta không nên uống buổi sáng bằng cái bột sắn dây sống này các bạn nhé, bởi vì là tính hàn nó khá là cao. Còn nếu các bạn nào muốn bớt tính hàn hay là bụng dạ mà yếu thì các bạn sẽ uống chín. Thì trong một video khác mình sẽ chia sẻ các bạn cách để uống chín. Các bạn nào cần cái bột sắn dây nguyên chất 100% đẹp còn cánh như này thì các bạn liên hệ ở nhà mình nhé. Nhà mình ở Kinh Môn Hải Dương và cung cấp bột sắn dây cho toàn quốc các bạn ạ. Chào các bạn.